Ngày nay thì với các dòng sản phẩm laptop gaming, không chỉ các bạn trẻ đâu mà các anh chị làm việc văn phòng lớn tuổi cũng hướng đến chọn những chiếc laptop gaming rất là nhiều. Lý do là với những dòng laptop gaming thì cấu hình mạnh, giá cũng ở trong cái mức tầm trung dễ tiếp cận. Ngoài ra thì trong lúc mà rảnh rỗi thì chúng ta cũng có thể giải trí những cái game Liên Minh, Liên Quân, Võ Lâm, Truyền Kỳ, Đột Kích. Đây là những cái game mà được rất là nhiều anh chị hay là các bạn sinh viên yêu thích nha mọi người. Trong cái trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta cùng đi trải nghiệm một chiếc laptop gaming cao cấp đến từ hãng Acer. Đây là dòng Acer Helios 300, cái mã của nó là BH31352. Chiếc máy mặc dù là đã rớt đời 3-4 năm rồi, tuy nhiên là cấu hình cũng đáp ứng rất là tốt ở thời điểm hiện tại. Và dĩ nhiên là trong cái mức giá mà còn 1/3, 1/4 so với lúc mới ra thị trường thì rất đáng để chúng ta mua phục vụ cho cái nhu cầu công việc cũng như là giải trí của mình nha mọi người. Cấu hình hiện tại cũng được trang bị rất là mạnh, Core i7-9750H với 6x12 luồng, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 256. Đặc biệt là chiếc máy được trang bị cái card rất là khủng GTX 1660 Ti có tốc độ xử lý là 6GB. Ngoài ra thì kích thước màn hình là 15.6 inch Full HD với tần số của nó là 144Hz. Màu sắc rất là chuẩn nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm thực tế những ưu và nhược điểm này, xem cái ngân sách loanh quanh tầm 14 triệu thì nó có đáng tiền để chúng ta mua phục vụ cho cái nhu cầu công việc cũng như là giải trí, xài đồ họa của mình hay không nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm chiếc laptop gaming cao cấp đến từ hãng Acer. Trước khi trải nghiệm thì mình cũng nói thêm một số thông tin về dòng laptop gaming nha mọi người. Với dòng laptop gaming mà Acer Nitro á, được coi là dòng laptop gaming bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam. Doanh số của dòng Acer Nitro thì nó chiếm khoảng 60% đó mọi người. Vượt hơn cả Asus nè, MSI nè, hay là những dòng laptop gaming, Dell gaming á. Thì đây là dòng laptop được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Tại vì đây là có những cái ưu điểm với dòng laptop mà Predator là phiên bản cao, nó giống như là phiên bản đặc biệt mà của hãng Dell là có Alienware. Alienware rồi đó mọi người. Được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Thiết kế rất là đẹp. Những chiếc máy này mà mới 100% thì nó rơi vào tầm khoảng 50 mấy 60 triệu mọi người, rất là đắt. Màu xanh, cái màu này gọi là màu dark screen nè, màu xanh. Logo cũng được cải tiến có chữ Predator nè. Tản nhiệt được đẩy ra phía trước. Đó, thiết kế rất là hầm hố. Cổng kết nối được trang bị đầy đủ hết mọi người. Rất là nhiều công nghệ, đây là dòng cao cấp cho nên là cũng được trang bị khá là nhiều công nghệ nha. Phím thì phím RGB đổi màu nè. Màn hình 15.6 inch. Với tần số quét là 144Hz. Hiện tại thì chỉ có khoảng 14 triệu thì đây chiếc máy rất là đáng mua mọi người. Thì sau khi mà trải nghiệm cái hiệu năng thì mình sẽ nói cái cấu hình cụ thể cho mọi người. Chiếc máy này chúng ta có thể chúng ta nâng cấp lên được RAM 3264GB nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm thực tế đi. Tại cái dòng này nó cũng khá là cũ, nó rớt đời 3-4 năm rồi mọi người. Mình cắm sạc vô nè. Sau đó thì mình sẽ mở phần mềm Cinebench. Đây là một cái phần mềm giả lập về đồ họa được rất là nhiều kỹ thuật sử dụng để test máy. Mua những chiếc laptop gaming này chúng ta xài văn phòng rất là ok mọi người. Rất là ok. Accept luôn nè, run nè. Thì chúng ta thấy là chiếc máy được trang bị cấu hình nó là 9750H Core i7 với 6x12 luôn. RAM hiện tại đang là 8GB, ổ cứng SSD 256 thì RAM và SSD chúng ta có thể chúng ta nâng cấp. Đây là phiên bản chuẩn mình nhập sau ở bên Mỹ về. Card đồ họa của nó là GTX 1660 Ti. Cái card này tận 6GB nha mọi người. Ngoài ra thì màn hình nãy mình nói là màn hình Full HD, IPS, chống chói, tần số quét là 144Hz. Để mình chạy thử xem cái hiệu năng của nó nha mọi người. Bàn phím nó chuyển màu được nè mọi người.
bàn phím nó chuyển màu nè, nhìn rất là đẹp. Chiếc máy này thì hình thức còn cũng khá là mới nha mọi người, 98-99% á, góc cạnh đồ thiết kế rất là sắc sảo. Những ai mà là tín đồ của gaming thì không còn quá xa lạ với dòng Acer này rồi. Đây là cái phần mềm để chúng ta điều chỉnh đèn các kiểu nè. Ok, mình xem cái chỉ số của nó nha. Thì chúng ta thấy là chỉ số FPS nó khoảng 100 nè mọi người. Với cái card màn hình này chỉ số FPS khoảng 100. Bây giờ mình test con CPU với 6x12 luôn. Thì chúng ta thấy quét cũng khá là nhanh. Với chiếc máy này như mình nãy nói là mới 100% nó 50 mấy triệu, thì chúng ta mua chiếc máy này hiện tại loanh quanh 14 triệu thì nó cũng rất là đáng mọi người. Tùy vào cái nhu cầu sử dụng cũng như là cái cách mà mình nhìn nhận để mình nghĩ mình mua một chiếc máy nào nó phù hợp thôi. Ví dụ như chúng ta mua một chiếc máy văn phòng bình thường thì nó chỉ xài văn bản văn phòng ở những cái task vụ cơ bản. Còn với những dòng laptop này nó đã qua sử dụng nhưng mà mình đảm bảo là nó nguyên zin, hàng hãng nó đưa ra, xách tay về, thì nó loanh quanh tầm 14 triệu thì nó chưa được bằng một chiếc máy văn phòng bình thường đời mới bây giờ nữa. Chỉ số FCB nó khoảng 100, khoảng 1000 nè mọi người, khá là cao. Thử mình mở âm thanh rồi những cái task vụ văn phòng lên. Văn phòng kế toán chúng ta mua cái máy này cũng khá là hợp lý nha mọi người. Khá là hợp lý. Bàn phím gõ rất là ok. Rất là mượt, rất là nhanh mọi người. Đây mình mở âm thanh lên nè. Bây giờ quảng cáo nhiều quá mọi người. Chúng ta xài văn phòng mở lên rất là mượt, chúng ta mở nhiều tab lên nè. Rất là ok nha. Đó. Bây giờ mình sẽ tháo ra bên trong để mọi người trải nghiệm. Đây là những cái trải nghiệm mà rất là nhiều người thích. Cho mọi người xem lại một vòng thiết kế của nó. Đây là phiên bản cao cấp của dòng Acer. Thực ra thì Acer là của Đài Loan, nhưng mà Acer thì cũng đã tồn tại hơn 40 năm rồi mọi người. 4 thập niên rồi, cho nên là cũng chứng minh cho mọi người thấy là đây là dòng sản phẩm rất là chất lượng. Điển hình là ở thị trường Việt Nam là hiện tại là dòng này bán tới tận 60%. Rất là kinh khủng. Cũng chứng minh được cho mọi người thấy đây là cái dòng nó chất lượng, người dùng cũng rất là thích. Với dòng Acer Nitro bình thường thì nó cũng đã tầm khoảng 20 triệu rồi mọi người, 20 triệu rồi. Còn những dòng Acer mà Predator Helios này á thì nó tầm khoảng 50 mấy 60 triệu lận. Mình tháo ra để mình xem bên trong và cái khả năng nâng cấp như thế nào. Cũng mình cũng nói hoài đó, do là mình làm YouTube thì mình không có muốn cắt ghép nhiều á, cho nên là những cái lúc mà tháo ra như thế này á thì mình không có thế mọi người, cho nên là mọi người cũng thông cảm là tháo nó không có được mượt trơn tru được. Ok, thì chúng ta thấy là bên trong của chiếc laptop gaming nè, dòng Predator Helios 2019 này, đây là cái SSD nè. Và bên đây còn một cái nữa nè mọi người, chúng ta có thể chúng ta gắn được hai SSD, cạc wifi AC, hai cái quạt tản nhiệt. Chiếc máy này nguyên zin 100% nha. Cục pin này thì nó được 58.75 Wh, cũng không quá cao. Tuy nhiên với những dòng laptop gaming này thì chúng ta xài được khoảng 3-4 giờ là ok rồi. Có hai khe RAM, hiện tại đang là 8GB, thì chúng ta có thể chúng ta gắn tối đa được 64GB, mỗi bên là 32GB nha mọi người. Còn chỗ này là để chúng ta gắn ổ cứng nè. Tuy nhiên để gắn ổ cứng thì chúng ta phải có cái jack. Thì nhu cầu hiện giờ mà chúng ta lưu dữ liệu cũng không có nhiều giống như hồi xưa mọi người. Cho nên là hiện tại thì các dòng laptop gaming nhiều khi cục pin nó sẽ gắn qua tới bên đây luôn. Tại vì sau này nó sẽ bỏ cái ổ cứng HDD hay là cái ổ mà 2.5 đó. Hai bên là hai cổng kết nối đầy đủ nè. Mình quay một vòng cho mọi người xem.
Đây là chiếc máy xách tay Mỹ nguyên zin 100% nha. Mình nhắc lại, đây là chiếc Acer Predator Helios 300 B51352. Đây là chiếc máy sản xuất năm 2019 nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng là với trải nghiệm vừa rồi thì chúng ta có nhiều thông tin về dòng laptop cao cấp đến từ hãng Acer. Acer Predator Helios BH51352. Chiếc máy mặc dù đã rớt đời 3-4 năm rồi, tuy nhiên với cái cấu hình như thế này thì chúng ta xài đồ họa, xài văn phòng, thậm chí là chúng ta chơi những cái game mà thông dụng nhất ở thời điểm hiện tại rất là mượt nha mọi người. Ngân sách loanh quanh tầm 14 triệu thì mình nghĩ đây là chiếc máy rất là đáng mua. Do là cái thời lượng video nó cũng có hạn, bạn nào mà cần hỗ trợ hoặc là cần mình tư vấn có thể gọi vào số hotline hoặc là để lại thông tin, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất. Rất là mong tiếp tục nhận được đóng góp và sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like, đăng ký kênh, bấm luôn vào nút chuông để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Đến đây thì hẹn mọi người ở những cái trải nghiệm tiếp theo.